Chào các bạn, tạm gác những cái tai nghe True Wireless lại, quá nhiều rồi. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với những cái tai nghe cắm dây. Và đặc biệt hơn, hôm nay sẽ là một chiếc tai nghe cắm dây cao cấp. Trên bàn mình đây là một chiếc hộp của Noble Audio. Cụ thể hơn, đó là chiếc hộp của Noble Sage. Nhưng mà đây không phải là một cái phiên bản bình thường với cái faceplate màu xanh lá cây như thế này, mà đây sẽ là cái phiên bản Wizard với cái faceplate được đặt làm riêng và chỉ sản xuất duy nhất một chiếc mà thôi. À, nói chính xác hơn thì nó không phải là được thiết kế riêng, mà là hãng sẽ thiết kế sẵn và làm sẵn, và người mua sẽ xem trước và lựa chọn mẫu ở trên website của hãng. Và nếu như các bạn đã chọn một cái mẫu nào đó rồi á, thì hãng sẽ gỡ bỏ cái mẫu đó khỏi website luôn, và chiếc tai nghe của các bạn sẽ là chiếc duy nhất. Nói về thương hiệu Noble thì có lẽ là không dân chơi portable audio nào mà không biết đến. Một cái thương hiệu tai nghe cao cấp được thành lập từ năm 2013 với những cái sản phẩm, những cái chiếc tai nghe siêu cao cấp như là Khan, Encore. Và trước đây thì họ có chiếc K10 rất là nổi tiếng rồi. Và đó là những cái chiếc tai nghe in-ear có giá trị lên đến vài chục triệu đồng. Trở lại với cái chiếc hộp ở trên bàn mình, thì đây nó được dán nhãn là cái chiếc thứ 10 trong cái lô số 20. Như mình đã nói ở trên thì các bạn sẽ được xem trước và lựa chọn mẫu ở trên website của hãng. Và bán cho các bạn xong rồi thì họ sẽ loại bỏ cái mẫu đó khỏi website luôn. Vì vậy hiện mình cũng không biết cái con tai nghe này trông nó như thế nào nữa, bởi vì cái này là do sếp mình chọn mà. Ok, let's go. Đây, cái chiếc hộp đen. Ở trên đây là phiên bản Wizard. Wow. Đây, các bạn xem ha. Bên trong hộp thì bên đây chắc cái hộp đựng tai nghe nè. Còn bên đây là cái hộp đựng Pelican để đựng tai nghe. Trước tiên mình xem bên trong Pelican nó có cái gì trước. Cái đề can dán có tên của Wizard. Cái này thì rất là quen thuộc, gần như là chiếc tai nghe của Noble nào cũng có cái miếng này hết. Và một cái chiếc túi nhung cũng rất là quen thuộc luôn. Còn đây là chiếc hộp Pelican. Bên trong đây, oh my god, chiếc tai nghe luôn nè. Một cặp thun của Noble để các bạn cột âm ly. Một bịch đủ thứ các loại tiếp luôn. Và còn có một cái cây để mà vệ sinh tai nghe nữa, vệ sinh những cặp tiếp nếu như mà ráy tai nó lọt vào. Ok, đây là một cái khoang cài để mà móc vô cái hộp Pelican này. Còn cái này nó là cái gì ta? Cặp visit hả? Không, à cái này đâm kiểu như là một cái nem card để các bạn ghi tên tuổi để khẳng định cái quyền sở hữu của mình đối với cái sản phẩm này vào đây. Rồi, đó là tất cả những phụ kiện. Còn cái hộp tròn tròn này là cái gì? À, cái hộp tròn tròn này cũng là một cái hộp đựng tai nghe để các bạn có thể đựng tai nghe nhỏ xíu vào đây, thay vì phải đựng vào cái hộp Pelican bự cho bá kia. Nhiều khi nó to quá các bạn cũng khó mà mang đi lại được. Đây, cái hộp Pelican này nó khá là to hơn so rất là nhiều so với lại cái hộp tròn. Rồi đây, cái chiếc tai nghe siêu cao cấp của chúng ta đây. Wow. Hồi nãy mình nhìn ở trong bịch thì mình thấy nó đen, mình cũng hơi bị thất vọng. Mình nói trời ơi, mua cái phiên bản đặc biệt mà sao cái màu nó chán đời quá. Nhưng mà không phải, bây giờ mình cầm trên tay rồi, ánh sáng đầy đủ. Để chút mình tháo cái dây ra nè. Nó rối rồi. Đây mình tháo luôn cái dây 2 pin ra. Noble thì sử dụng connector 2 pin các bạn ha. Đây, để mình chùi cho nó bấm thôi. Rồi, cái faceplate
cầm chiếc ở đây thì cái kiểu nó giống như là một cái viên sỏi các bạn. Cái thiết kế của nó rất là nhỏ. Và cái faceplate này nó là cái sự đan xen giữa màu xanh lá cây, màu đen, màu silver và màu xanh. Nhìn nó giống như là một viên sỏi, mà viên sỏi bên bờ suối á, kiểu như mà nó bị lên rêu ha. Nhìn rất là hay. Và cái tai nghe rất là nhỏ gọn nữa. Đúng là một viên sỏi bên bờ suối luôn. À, ở mình phát hiện là ở bên hông của faceplate nó còn được ký tên của Wizard luôn. Các bạn thấy không? Đó, ở bên hông như thế này. Còn cái phần còn lại thì sẽ là cái connector 2 pin. Rồi. Đây là cái ống tai nghe này. Để chúng ta sẽ gắn tiếp vào để xem như nó trông nó như thế nào. Tiếp thì có rất là nhiều tiếp luôn. Ở đây có một bịch tiếp rất là nhiều để mình xem nó bao gồm những cái gì. Đầu tiên là những cái tiếp cao su nè. Cao su này. Cái tiếp cao su này mình thấy quen ta. À, nó khá là giống với những cái tiếp cao su của bọn Pio, của những cái tai nghe Pio nè, những chiếc tai nghe đi kèm theo của Pio nó có những cái tiếp zin y hệt như vậy luôn. Ngoài ra thì còn có tiếp 2 tầng. Và cuối cùng là những cái tiếp bọc biển. Tiếp bọc biển này chắc là tiếp hãng tự làm chứ không phải là tiếp comply. Nhìn nó khá là khác so với tiếp comply rất là nhiều. Rồi hết rồi. À, còn đây là cái cây làm vệ sinh tai nghe. Mình có thấy được không ta? Không thấy đâu, nó nhỏ quá, khó mà lấy nét. Rồi mình sẽ gắn thử một cái tiếp vào. Chúng ta xem cái tai nghe gắn tiếp nó sẽ như thế nào nha. Đây mình gắn một cái size nhỏ vào cái size bụi cà đá luôn. Rồi, đây là cái tiếp tai nghe Nord Voice phiên bản Wizard đây. Gắn tiếp vô thì nó như thế này. Một cái viên sỏi bên bờ suối với cái faceplate rất là đẹp. Đây là cái chữ ký của Wizard ở đây nè. Rồi, cái cuối cùng mình muốn nói đến đó là sợi dây cáp của Noble. Dây cáp của Noble thì chất lượng khá là ok. Một cái đầu jack rất là bình thường. Và cái connector 2 pin thấy không đặt. Nhìn có nét được không? Hình như có vẻ là rồi. Rồi, connector 2 pin và cái đầu jack 3.5 ly. Dây thì là dây xoắn, dây họ bện lại thắt đứng như thế này. Rất là đơn giản thôi. Cái ngã ba thì được sử dụng một cái miếng cao su trong rất là truyền thống, gần như là cái tai nghe của Noble nào cũng sử sợi dây và cái này như thế này. Trông nó không đẹp lắm nhưng mà hãng nó như vậy rồi. Đây là cái ngã ba được nắp đóng cái logo của Noble ha. Rồi, đó là toàn bộ những gì ở trong hộp của cái chiếc tai nghe Noble Series phiên bản Wizard. Một cái phiên bản với cái faceplate được làm mình liên tưởng tới một cái viên sỏi ở bên bờ suối như thế này, trông khá là đẹp. Rồi, cái video unboxing này chúng ta có lẽ là sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video clip này của mình. Các bạn nhớ bấm subscribe cũng như là bấm cái chuông để mà khi bọn mình ra video mới thì các bạn sẽ được nhận thông báo sớm nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái sản phẩm khác.